Xin chào tất cả các bạn, trở lại với các video về lăn khử mùi Scion và mình là Dương Thu Trang. Thực sự là cái tên Dương Thu Trang không còn quá xa lạ gì với nhiều người nữa, đúng không ạ? Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên Trang làm video về cái dòng sản phẩm này. Với sản phẩm lăn khử mùi Scion cũng như các sản phẩm của Nu Skin thì Trang đã cung cấp được năm nay là năm thứ 5 rồi. Và thực sự là đến thời điểm hiện tại vẫn rất là hài lòng về cái sản phẩm mình đã cung cấp. Bởi vì sao? Vì cái thứ nhất, chất lượng rất là ổn định. Thứ hai là khi mà sản phẩm đến tay khách hàng thì khách hàng thực sự là hài lòng tuyệt đối với cái dòng sản phẩm mà mình đã cung cấp lăn khử mùi Scion. Với những người bình thường thì dòng sản phẩm này thì nó cũng rất là tầm thường thôi. Thế nhưng với những ai mà gặp phải tình trạng một là vùng nách có mùi hôi, thứ hai là đổ nhiều mồ hôi vùng nách, đấy, thứ ba là thâm sạm. Cái thâm sạm này thì thường xảy ra với các bà mẹ sau sinh. Trong quá trình mang bầu thì do là thay đổi nội tiết tố cho nên là vùng nách của các mẹ thì thường hay là thâm. Khi mà dùng sản phẩm này thì nó sẽ khắc phục cho các bạn tình trạng trên nhé. Lăn khử mùi Scion là hàng nhập khẩu Mỹ các bạn ạ. Đấy, dùng cực kỳ là thích. Thì nếu mà ai đã dùng rồi thì sẽ có cái cảm nhận thực tế. Khi cái cảm nhận đầu tiên mà khi mà chúng ta dùng ấy, thì khi mà thoa vào vùng nách ấy, thì vùng nách của chúng ta sẽ khô thoáng suốt 24 giờ. Đấy, nó kìa mồ hôi cực kỳ là tốt. Đấy là một cái ưu điểm vượt trội mà nhiều loại lăn khử mùi khác không thể nào mà có được. Thứ hai là khi mà lăn vào thì chúng ta có cảm giác rất là khô thoáng chứ không bí bách như là một số dòng lăn khử mùi đang bán ngoài thị trường. Đấy, thứ ba là mùi rất là dịu nhẹ và thơm mát. Đấy, những cái loại lăn khử mùi mà Trang được biết ấy, thì mùi nó rất là hắc. Đấy, khi mà nách mình đã có mồ hôi rồi mà lăn thêm cái mồ hôi đấy vào thì cực kỳ là khó chịu với những người xung quanh. Tuy nhiên thì với lăn khử mùi Scion thì hoàn toàn là khác. Khách hàng thì cực kỳ là ưng ý. Và cũng không giấu gì các bạn, ngày xưa thì Trang cũng có một thời gian là cái vùng nách rất là hôi. Mà mình thì lại rất là thích thể thao, thì khi mà chơi thể thao ấy thì mồ hôi ra càng nhiều, cho nên là mình rất là thiếu tự tin. Mình đã sử dụng rất là nhiều dòng sản phẩm rồi, đang bán ngoài thị trường đấy, ngoài siêu thị rồi là ngoài tạp hóa hay là các cửa hàng mỹ phẩm, thì thực sự là không hài lòng, bởi vì là khoảng tầm độ 2 đến 3 tiếng sau mồ hôi lại quay lại bình thường. Và nó rất là hắc, có những khi là còn bị kích ứng, thấy có cảm giác là ngứa ở nách này, rồi là bị bong ra vùng nách, bị thâm sạm vùng nách. Thế nhưng với lăn khử mùi Scion thì hoàn toàn khác. Trang rất là may mắn khi gặp một cái chị ở Bắc Cạn thì được chị chia sẻ về cái dòng sản phẩm này. Và khi mà dùng có hiệu quả thì Trang đã rất là muốn, Trang rất là muốn chia sẻ cái dòng sản phẩm này đến cho những ai mà đang cần, đang gặp cái tình trạng trên để giúp mọi người tự tin hơn. Đó, thì mọi người nếu mà mọi người cần tư vấn gì thì mọi người có thể inbox trực tiếp cho em nhé. Vì là mình đã được trải nghiệm thì cho nên là cái cảm nhận nó sẽ rất là thật. Nên là Trang sẽ tư vấn cho các bạn rất là tường tận làm thế nào để dùng có hiệu quả này. Đấy, và mình cảm nhận thế nào thì mình sẽ tư vấn cho các bạn như thế. Các bạn không lo hàng giả, hàng kém chất lượng, bởi vì là Trang bán 5 năm nay rồi thì Trang nhập hàng trực tiếp công ty. Đấy, cho nên là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng nhé. Hàng Trang bán thì Trang dùng, Trang dùng thì Trang bán. Đấy, lăn khử mùi Scion, nhắc lại các bạn, có rất là nhiều ưu điểm vượt trội so với các dòng lăn khử mùi đang bán ngoài thị trường. Một là nó khử mùi cực kỳ là hiệu quả. Hai, mùi thơm dịu nhẹ, cực kỳ là mát. Thơm mát rất là nhẹ và không gây ảnh hưởng gì đến những người xung quanh cả. Mùi nếu mà không để ý thì không thể nào mà thấy được. Đấy, thứ ba nữa là nó làm giảm thâm sạm vùng nách. Đối với các mẹ bầu hay là cho con bú thì đều dùng được nhé, bởi vì là thành phần tự nhiên. Thứ ba là với những bạn mà không bị hôi nách nhưng mà đổ mồ hôi vùng nách thì nó sẽ kiềm mồ hôi, tức là ngăn mồ hôi không ra suốt 24 giờ thì nách của các bạn sẽ trở nên khô thoáng. Thì nếu mà các bạn cần thêm thông tin gì về sản phẩm hoặc các bạn có nhu cầu đặt hàng thì các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với mình nhé. Số điện thoại 0981918651, hoặc các bạn cũng có thể inbox Zalo số điện thoại đó 0981918651. Và mình là Dương Thu Trang. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Xin chào các bạn.